Các tổ chức truyền thông quốc tế lên án những phát biểu hồi gần đây của tân tổng thống Philippines bênh vực việc giết các phóng viên báo chí tại nước này. Tổng thống tân cử Philippines Rodrigo Duterte phát biểu trong một cuộc họp báo hôm 31 tháng 5 rằng rất nhiều phóng viên đã bị giết bởi vì họ tham nhũng và cảnh cáo các nhà báo khác có thể bị ám sát nếu họ là đồ chó đẻ. Philippines là một trong những nơi nguy hiểm nhất cho các nhà báo tác nghiệp, với gần 200 phóng viên bị giết chết trong hai thập niên qua. Tổ chức bảo vệ các ký giả CBJ hôm 1 tháng 6 ra thông cáo, nói rằng những lời bình luận của ông Duterte dường như biện minh cho các vụ giết người ngoài vòng pháp lý, đe dọa sẽ biến Philippines thành một cánh đồng chết đối với các nhà báo. Ông Duterte, 71 tuổi, làm thị trưởng Davao trong hai thập niên. Ông đắc cử tổng thống hồi tháng trước với những phát biểu ồn ào, dùng lời lẽ thô tục, hứa hẹn sẽ xóa bỏ tội ác và tham nhũng, kể cả giết những kẻ phạm tội hình sự. Ông vẫn được mang ra so sánh với tỷ phú địa ốc Mỹ Donald Trump, người được xem như là đã giành quyền đề cử của đảng Cộng Hòa để ra tranh chức tổng thống Mỹ.